em mến chào quý anh chị và các bạn mình ha, cũng như là bà con cô bác mình trên mọi khắp sám ba tỉnh thành, mọi miền tổ quốc nha, từ đất liền cho tới hải đảo ha. Thì nói chung là anh em mình có gọi là anh em đi ha, đó, cho nó thân tình, nhưng mà cứ bà con rồi bà con nghe nó kiểu nó giống như nó xa cách quá ha. Đó, đó anh em mình đi ha. Đó, anh nào lớn thì làm anh nào nhỏ thì làm em nha. Thì bữa nay em lên cho anh em mình là bốn cái con máy cưa ha. Thì nó là những cái phân khúc mà đa số là xài gia đình nha. Đó, xài gia đình, có con cuối đó là anh em xài vừa gia đình vừa khai thác được luôn, nó như BD vậy đó. Nó chơi được hai tầng lớp luôn. Đó là gia đình khai thác tại vì nó công suất lớn. Đó, thì đây thông tin mua bán của em nè ha. Có thông tin rõ ràng, số điện thoại thì nó cũng xấu thì không xấu mà VIP thì nó cũng không VIP như người ta, nhưng mà cũng dễ nhớ ha anh em. 67 An Giang nha. Đó, rồi khúc sau anh em nhìn qua lần là anh em nhớ cái số điện thoại rồi. Thì có rất là nhiều chỗ bán, bây giờ phải nói là rất là nhiều chỗ bán luôn. Đó. Rồi đua nhau về giá, đua nhau về giá, coi thằng này bán rẻ hơn, thằng kia bán mắc hơn, nhưng mà em thì em không có đua về giá nha. Đó, anh em nào đua về giá, anh em nào hít giá rẻ là cứ nét cái kênh em ra đi. Tại em thì em không có đua về giá, mà em đua về chất lượng, đua về hàng VIP, hàng tuyển, hàng đẹp, hàng cọp. Đó, còn anh em nào mà thích mà nói không thích nói nhiều là cũng nét cái kênh em luôn nha. Tại em cái tính em thì em thích nói nhiều nha, em nói nhiều để em phân tích cho anh em, chứ không phải em nói xàm, nói nhiều với nói xàm nó khác nha. Đó, em phân tích, em nói chúng về vấn đề, ví dụ mình bán máy cưa mình nói về xung quanh về vấn đề máy cưa cho anh em biết, dễ hình dung ưu nhược điểm đồ này kia, chứ em không quá chú trọng vô cái việc mà đè giật nổ tè giá nhiều đồ này kia không. Em là em giới thiệu cho anh em cái ưu nhược điểm của cái máy, còn cái chất lượng bên trong cái máy á, thực sự nói với anh em mua hàng qua mạng online á, chủ yếu là anh mua là vì cái uy tín, vì cái hương hiệu, vì cái bản mặt của cái hàng hương bán là anh em tin anh em mua. Chứ còn mà test nổ thì con nào nó cũng nổ, có con nào dở mà đem lên test nổ bán không? Không. Đó, tất cả máy là thợ thầy rồi đã kiểm tra ok hết rồi. Đó. Nhưng mà nói gì nói thì tới cuối clip em cũng cố gắng em test nổ cho anh em vài con cho anh em xem. Nhưng mà chủ yếu là mình phân tích về cái thông số, về cái ưu nhược điểm của máy ha. Đó. Còn bên em hàng, bên em bán thì cam kết cho anh em là một đời chủ từ đầu nha. Không biết mấy cái tiệm khác làm sao, nhưng mà em thì em mua hàng tuyển thôi. Còn cam kết cho anh em một đời chủ từ đầu. Và đặc biệt á, là bán em bán cho anh em cái máy rồi á, ví dụ như máy có trục trặc thì em bảo hành bảo trì cho anh em. Còn ví dụ như anh em không có nhu cầu xài, hoặc là anh em xài anh em muốn nâng cấp lên cái máy khác, anh em muốn thu cũ đổi mới lại, là bên em không có chính sách đó nha, để em bảo vệ những người sau. Lý do là sao? Tức là mình bán những cái máy mà đã qua sử dụng tại Nhật, chứ không bán những cái máy mà đã qua sử dụng tại Việt Nam. Thu lại của anh em bán rồi cho anh em khác, em nói máy đó máy Nhật đó anh em xài ngon, nhưng mà thực rất là qua tay Việt Nam rồi, xài không có ngon được. Nói gì chỉ có hàng Nhật mà hàng đã qua tay của Nhật, mà hàng tuyển, hàng cọp thì nó mới ngon thôi. Cũng giống như anh em đi mua xe cũ, xe máy, xe ô tô đi. Anh em có thích mua một chiếc xe mà nó qua nhiều người sử dụng rồi không? Hoặc là chiếc xe đó chạy xe ôm, hoặc là chạy Grab, hoặc chạy taxi, anh em muốn mua về xài gia đình không? Mấy máy đó sao ngon được? Do đó em sẽ không có hiên về cái đó ha. Rồi stop ở đây, mình tiến vô kỹ thuật nha. Bữa nay thì hay gì á là để giá từng con phải không? Thì bây giờ em có cho anh em bốn con này, anh em hãy chọn giá đúng, anh em đặt giá đi. 2.9 triệu là con nào? 2 triệu là con nào? 2.5 triệu là con nào trong bốn con này? 3.5 triệu là con nào? Đó, cái con 3.5 triệu dễ đoán ha. Đó, rồi thì chút xíu nữa tới cuối clip em sẽ tiết lộ giá công khai cho anh em ha. Em thì bán đó giờ giá công khai, mà tại vì lâu lâu mình tạo cái trào lưu, tạo cái trend này ha. Đó, có logo dán lên bàn luôn nè mấy ông. Rồi đầu tiên con Hitachi ha. Nói chung là ba cái con đầu này đó. Ba con đầu này thì anh em xài á, gia đình là ok nha. Đó, thì nó chỉ khác một cái là mấy cái con dòng mà phổ thông này đó, thì này là cái máy nồng nằm nha, nồng nằm. Máy này thì hầu như nó máy nó không có cái gì để hư luôn anh em ơi. Đó, nó đơn giản nên là nó xài nó rất là bền. Con bên đây cũng tương tự vậy, con bên đây thì nó khác một cái là máy nó lớn hơn. Lốc của nó là lốc nhôm. Đó, nó chỉ là có một máy giật lên chạy, nó không có cái công nghệ cho nên là chạy nó gần như là dễ sửa chữa lắm, không có gì để hư. Còn ví dụ mấy cái con mà cao cấp hơn thì nó có chống rung nè, nó có trợ lực nè, nó có mà le tự động rồi phanh đồ này kia các kiểu, thì nó có nhiều tính năng hơn, thì cái giá tiền nó cao hơn, công suất nó cũng lớn hơn, nó khác là vậy đó ha. Chứ không có nghĩa là cái con 2 triệu này á, là xài á, là 3 năm hư, mà con 4 triệu 3.5 triệu đó thì xài là 4 năm hư, là không có chuyện đó nha. Ví dụ vậy, tức là nó chỉ khác nhau về cái phân khúc thôi, chứ nó không khác nhau về cái tuổi thọ độ bền nha. Độ bền là như nhau, em khẳng định với anh em là vậy luôn ha. Độ bền là như nhau, nên là mình coi cái máy nào nó phù hợp với mình, tầm tiền của mình là mình chơi nha.
Rồi cái con Hitachi này thì anh em xài gia đình là tuyệt vời nha, hoặc là anh em mới xài máy cưa lần đầu chơi con này cho em ha. Đó chứ không cần thiết phải mua mấy con kia đâu, anh em mới chơi lần đầu anh em chơi con này cho em đi là ok. Cũng giống như mình mới mua xe lần đầu mình mua chiếc quay, chiếc rim đồ, chiếc mấy chiếc mà xoàn xoàn thường thường mình chạy Black đồ là mình chạy thôi. Đó, chứ mình mua chi ít hết, mua chi côn tay, mua chi xe phân khối lớn đồ đúng không, mình phải trải nghiệm từ thấp cho tới cao đó, mình xài thời gian xong cái mình nâng cấp lên mua thêm mấy cái con dòng cao hơn thì mình mới có thấy sự khác biệt. Chứ còn mới ngay từ đầu anh em nhảy vô những cái dòng cao cấp dòng VIP, anh em đâu có biết cái sự khác biệt cái máy của mình nó như thế nào không? Nên là anh em nào mà ít tiền hoặc mới xài máy cưa lần đầu hoặc là tin cái lời thằng Hương nó múa mồm đúng không đó, lấy con này cho em là xài ok rồi anh em ơi ha. Rồi con này chút xíu nữa sẽ tổng kết lại báo giá cho anh em một thể ha. Con này thì công suất nó tầm 31cc, cưa củi các cành đồ này kia các kiểu, hạ gốc đồ này kia là ok, đặc biệt cưa mấy cái nhánh xoài đồ này kia là tuyệt vời nha. Đó Hitachi con này thì đời cũng là rất là mới ha, có hai cục chống rung ở đây cũng ngon lắm nè, chống rung và cao su, hai cái cục công tắc ở đây mà còn luôn nè anh em biết rồi. Máy này thì máy cộp nha, anh em nhìn cái nước sơn này nước sơn zin nha, chứ không có sơn lại đâu, tem là tem zin luôn đó. Rồi cái tem phía trước này là tem nhôm nha, tem nhôm nên là về thời gian với lại về gặp mấy thợ em á, nó dùng chất tẩy, nó tẩy máy á, nên là nó bị bay cái hồng số. Cái tem của nó là tem bằng nhôm nha, bằng kim loại á ha. Đó, cho nó không phải là nó bị gì đâu. Rồi nó bị chất tẩy, nó tẩy ra thôi. Rồi con này thì G35 nha, con này thì là máy lốc nhôm, nó giống như iPhone mà iPhone vỏ nhôm vậy ha, xài đã lắm. Xích nó là xích mới luôn nè ha. Con này thì nó ngon ở chỗ là em lên cho anh em cái bộ xích mới luôn. Đó, dành cho những anh em mà lười về dũa ha. Đó, thì chơi con này về là đưa vô gỗ quất làm liền luôn. Con này thì nó chuyên cưa củi nha. Nói chung là cái vùng An Giang của em á, vùng miền Tây á thì rất là chuộng dòng này, cưa cây tràm, cây đước, cây củi, cắt nhánh đồ này kia. Nói chung là xài gia đình đó, hoặc là thậm chí anh em mua con này mà ông hàng xóm có nhu cầu cưa đem qua cưa xong lấy một chậu nhậu, con này ok, tự tin lắm. Ngon nha. Nó công suất nó tầm khoảng 36cc ha. Rồi, còn cái con này là Singu, con này thì nằm đứng nha. Con này là hàng đó là hàng VIP nha nè. Hàng VIP. Con này phải nói là về cái kích thước nó giống như hai con này, nhưng mà cái nội công hâm hậu hoặc là cái về cái công suất, về tốc độ cưa gấp đôi hai nè. Nói vậy đi cho nhanh, cho dễ hiểu ha. Con này là Singu 3800, công suất nó khoảng tầm 40cc nha nè. Đó, cái dòng này là phải nói là cực kỳ bền nha. Con này em phải nói với anh em là về cái dòng máy cưa mà nói về độ bền, độ tiết kiệm xăng thì Shinawa là số 1 nha, nhưng mà con này đó là chắc là cũng là anh em với nó chứ một kẻ chính lại người nửa cân chứ không thua nha. Con này Singu, cái dòng Singu ghê gớm lắm. Tại vì cái dòng Singu này á, nó sản xuất ở Nhật xong rồi nó xuất qua châu Âu. Thị trường châu Âu anh em biết rồi, rất là khó tính. Thị trường châu Âu là cái thị trường khó tính nhất ở trên thế giới này. Nó phải đáp ứng đầy đủ tiêu chí kỹ thuật đồ này kia. Và xuất qua thị trường châu Âu một cái máy á, giống như á, là nó sản xuất một cái máy là nó định hình cái tuổi thọ nó là phải 100 năm. Ghê vậy đó. Đó. Anh em nào không tin thì cứ search Google coi đúng không ha. SV. Đó, SV dòng VIP ha, dòng VIP. Rồi cuối cùng là một cái con Shinawa 1039 nha nè. Con này là 38, con này là 39. Mà dòng S này có thể hiểu là shop, tức là khởi động chụp giật trợ lực, cũng có thể hiểu là sport, có nghĩa là chạy thể thao. Chạy rất là bốc, cực kỳ bốc luôn. Con này dành cho anh em cưa cây keo, cây bọng luôn này kia. Con này thì là xích mới nữa nè, mà xích nó là xích chân 325, xích giống xích Austin đồ các kiểu ha. Anh em ở miền Bắc thì sẽ khoái, rất là khoái cái dòng xích này. Tại vì cái dòng này thì nó cái độ ăn cưa, độ bám, độ tốc độ cưa nó nhanh lắm, nó ăn bạo lắm. À, nhưng mà nói về đường cưa đẹp thì nó không bằng mấy cái hàng xích bên đây nha. Ở nơi đó nếu mà anh em mà tầm miền Trung, miền Bắc á, thì nên lấy con này thì là VIP. Còn anh em nào mà ở miền Tây, miền Nam mình mà cưa nhưng mà cái cây nó có cây nó cứng, cây nó bự đó, mà muốn cưa tốc độ nhanh mà cái đường cưa của nó không cần phải đẹp đó, chỉ cần cưa tốc độ nó nhanh, cái mặt cưa nó ra nhanh, hạ cây nó tốc độ cao là anh em lấy con này cho em là ok rồi. Ok chưa? Rồi bây giờ bốn con mình sẽ định hình lại ha. Rồi con đầu tiên, con này 3,5 triệu, anh em đón được chưa? Con này 3,5 triệu là con này ha. Rồi con kế tiếp là 3 triệu nha. Con này 2,9 triệu nha, 2,9 triệu trong khoa 3 triệu, con này 2,9 triệu nha. Đó là Singu. Rồi con này là 2,5 triệu ha. Rồi con rẻ nhất là 2 triệu nha. Đó, rẻ nhất nhưng mà anh em đừng có coi thường nó, em lại rất là ưu tiên, rất là chuộng cho những anh em mới xài máy cưa lần đầu nên xài cái dòng Hitachi này. Phải nói nó rẻ nhất nhưng mà thật sự là nó nhìn nó, nếu mà công bằng mà nói là cái về nước sơn, về độ bóng, con này là đẹp nhất, nhẹ, xài êm, giật khều nhẹ cái là nổ. Đó, con này thì lam nó là 3,5 tấc, anh em có thể cưa đường kính khoảng là 7 tấc là tối đa ha. Con này thì lam nó là 4,2 tấc ha. Con này thì lam dài hơn chút xíu, nó lam nó tầm 4,5 tấc nha. Con này thì nhiêu đây đó. Con này lam là 4,5 tấc luôn nha nam. Con này lam 4,5 tấc, con này cũng lam 4,5 tấc.
À, nhưng mà cái con bên đây nó sẽ cưa nhanh hơn ha, cưa nhanh hơn. Thứ nhất là về công suất nó sẽ cao hơn, nó khoảng cũng tầm 41cc, nhưng mà chỗ khác biệt ở chỗ là cái xích của nó, cái chân của nó bự hơn, chân xích nó bự hơn. À, cũng giống như nôm na, giống như là hai thằng là cùng khối lượng, thằng 45kg, thằng 50kg, nhưng mà một thằng cầm cái cây búa dừa thôi là chặt cây, còn một thằng nó cầm cây búa tổ chản bự chà bá vậy đó, nó chặt thì nó sẽ tốc độ chặt nó sẽ nhanh hơn, nó khác lại vừa đó, vậy là khác về cái xích ra đó. Còn ở đây thì em nhìn định hình qua thì em thấy là toàn bộ ba con này á đều là đi cái xích zin của nó từ cái lam zin của nó từ Nhật về nha. Đó thì máy thì rất là đẹp, ok chưa? Đó anh em thấy không, bán có 4 cái máy thôi mà nói gần 10-15 phút, mà đâu phải nói em mệt, anh em nghe anh em có mệt đâu, chứ em nói nãy giờ là em nói chuyên về cái máy thôi. Còn ví dụ như á mua hàng bên em á, muốn ưng con nào rồi phải không anh em, chốt cọc phải không anh em cho anh xem số tài khoản á, anh em cọc qua cho em chỉ có 100.000 thôi, 100.000 bây giờ nó rẻ bèo mà, hai tô phở thôi đó. Mà em quay ra anh em cứ có bấm vô cái kênh của em, anh em xem ha, sẽ thấy mặt mũi của em đó, rồi vợ em, rồi con em, thì em có đi lừa anh em 100.000 không đó. Thì em sẽ hỏi anh em là có biết xài máy cưa chưa, nếu biết xài máy cưa rồi ok, em khỏe lắm, mấy ông mà biết xài máy cưa em khỏe lắm. À, chỉ ra việc là tháo máy ra em đóng thôi, gửi xuống mấy ông tự test máy, tự nhận rồi tự trả tiền. Còn ví dụ như mấy ông nào mà không biết xài thì mình sẽ chịu khó, mình sẽ test máy là đương nhiên. Cái hai nữa là quay một cái clip hướng dẫn cho anh em cái cách sử dụng từ A tới Z, hướng dẫn cho anh em cái cách sử dụng, cách nổ máy, cách pha nhớt, cách rửa xích, sau đó mình hướng dẫn cho anh em mình từ A tới Z luôn. Nên là rất là nhiều anh em quý em là chỗ đó đó. Quý xong rồi cái bắt đầu biết xài rồi, bắt đầu cái đi qua chỗ khác mua. Nó chơi vậy chứ. Ở đây thì em bán thì chuyên hàng tuyển nha. Thì tùy bây giờ kinh tế nó khó khăn thì anh em cứ cân nhắc giữa cái giá rẻ và giữa cái chất lượng, giữa cái tiền nào của đấy. Hàng bên em là hàng nó tuyển, có thể anh em mua cái giá này nó cao hơn những cái tiệm khác 100-200 ngàn, thậm chí 300-400 ngàn, nhưng đảm bảo với anh em một điều, xứng đáng với bùng tiền anh em bỏ ra. Rồi anh em nào tin thì thử đến với em một lần thử xem sao ha. Thì em là cái kênh mà bán lâu năm nhất ở Việt Nam này, nếu mà không top 1 thì chắc cũng top 3 đó, anh em cứ check thông tin này thì nó ra thôi. Rồi cảm ơn anh em ha, chúc anh em một ngày vui vẻ.